thầy cũ của Nguyễn Philip tự ứng cử chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó chính là huấn luyện viên Martin Spedic. Đây chính là người đã từng làm việc với Nguyễn Philip tại câu lạc bộ Slovakia. Ông vốn là một tiền đạo và cũng đã có hơn 20 năm đi làm nghề và đặc biệt là ông đã từng làm ở những giải hạng rất cao tại Cộng hòa Séc. Nhưng điều đặc biệt là ông có mối quan hệ rất tốt với gia đình nhà Nguyễn Philip. Bởi vì gia đình của Nguyễn Philip thì có bố Nguyễn Philip lại có mối quan hệ rất thân thiết với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, anh Trần Quốc Tuấn, người có tiếng nói quyết định đến việc chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó thì Nguyễn Philip cũng sẽ cung cấp những thông tin cho phòng các đội tuyển quốc gia để có thể thu thập những thông tin liên quan đến ứng cử viên này. Mình cho rằng huấn luyện viên Martin sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam các bạn hãy cùng like thả tim và follow vlog minh hải để nhận mọi thông tin mới nhất đặc biệt là danh sách các ứng cử viên để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam